Có những chiều mà thành phố mưa bay, thưa tới quý vị và các bạn, buổi chiều ngày 17 tháng 9 năm 2024, hình ảnh mà quý vị và các bạn đang xem là ở đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đầu giờ chiều đi gửi hàng rồi, thế nhưng mà về thì lại có thượng đế ở Đức Hòa, Long An, Trần Văn Chốt. Nên là với cái tinh thần vượt nắng thắng mưa, tiếp tục đi gửi cho thượng đế ở Long An ngay và luôn. Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay, bóng dáng em còn đây một tơ vương lệ thấm đầy. Tình còn say men ái nhân kiểu ấy. Ôi trời ơi, đúng là có cái bài hát Có Những Chiều Thành Phố Mưa Bay, nó thật là hay. Bên kia là nhà máy xí nghiệp, bên kia đường, còn bên đây đường là nhà dân ở. Đường Mỹ Phước Tân Vạn mà đi theo cái hướng xe đang đi đây là đi lên Sài Gòn. Thế còn đi theo cái hướng mà cái xe ở bên kia đó, thì là đi xuống Bầu Bàng, đi Bình Phước, đi Tây Ninh. Thôi thế mình dừng video ở đây để về thôi, chứ đợi trời tạnh mưa thì không biết đến bao giờ.